kính chào các bạn học viên thân mến tôi là luật sư nguyễn trọng nghĩa là giám đốc điều hành của học viện đào tạo pháp chế ica và trong nội dung video này thì tôi muốn đề cập đến nội dung của khóa học pháp chế doanh nghiệp cũng như là khóa học pháp chế ngân hàng để các bạn hình dung rõ hơn chương trình học nội dung học và triết lý đào tạo của chúng tôi là gì đầu tiên là với chương trình chúng ta sẽ trải qua 4 nội dung chính điều tự hào nhất của học viện đào tạo pháp chế ica đó chính là đội ngũ giảng viên và giáo trình đào tạo kế tiếp là chúng tôi về phương thức giảng dạy để cao chất lượng cũng như là tinh thần học tập khi tham gia khóa đào tạo. Về đội ngũ giảng viên thì đây là những gương mặt đội ngũ giảng viên và thường xuyên xuất hiện tại học viện đào tạo pháp chế ICA. Như các bạn đã nhìn thấy thì đội ngũ giảng viên đều là những người đã đang làm công tác pháp chế và giữ vai trò rất cao trong doanh nghiệp, có thể là trưởng phòng pháp chế hoặc là giám đốc của một ban pháp chế. Ví dụ, luật sư Đỗ Thị Hằng thì đã trải qua và kinh qua những công việc pháp chế của những ngân hàng lớn như VPBank, của Vingroup, của những công ty bất động sản như BRG và bây giờ đang là giám đốc pháp chế của E88. Cũng có những giảng viên đang là giám đốc của EVN là những tập đoàn mang tính chất nhà nước. Cũng có những giảng viên là giám đốc của những công ty đại chúng như là với thạc sĩ Nguyễn Thị Phương. Và không thể thiếu được, chúng tôi muốn cung cấp góc nhìn toàn diện cho các bạn học viên chúng tôi muốn rằng là chương trình đào tạo này phải cung cấp được góc nhìn từ ngoài nhìn ra tức là những người đã đang làm giám đốc pháp chế hoặc ít nhất làm pháp chế ở doanh nghiệp để mang tính chất thực chiến vào chương trình giảng dạy nhưng chúng tôi cũng muốn một góc độ khác đó chính là những giám đốc công ty luật là những người thường xuyên tuyển dụng đào tạo nhân sự ở công ty luật cũng là những người thường xuyên cung cấp những dịch vụ về pháp lý thường xuyên tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp để có một cái góc nhìn là từ ngoài nhìn vào với hai góc nhìn này thì tôi tin rằng sự đa dạng và sự toàn vẹn sẽ giúp được truyền tải đến các bạn học viên một cách rõ ràng hơn để các bạn thấy rằng là thực chất công việc pháp chế nó là như thế nào thay vì được đào tạo bởi những kiến thức khô khan và thiếu tính thực tế nó không phù hợp với triết lý đào tạo của học viện đào tạo pháp chế ica như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy đội ngũ là những luật sư giám đốc công ty luật thì profile của họ đó chính là những người mà tư vấn cho những tập đoàn lớn có thể là vinagame là coca cola là những ngân hàng anz và với đội ngũ giảng viên như này thì tôi tự tin rằng đây là đội ngũ giảng viên tốt nhất mà các bạn có thể tiếp cận được thông qua một chương trình đào tạo về pháp chế doanh nghiệp phương pháp giảng dạy của chúng tôi được thông qua và được đúc kết trong từ là thực chiến với từ thực chiến được thể hiện qua những hành động và được đưa vào những giáo trình và cách thức giảng dạy từ việc là kiến thức chúng tôi truyền tải đến các bạn học viên phải hữu dụng Thứ hai là phù hợp nhu cầu nhà tuyển dụng và thứ ba là đã được thẩm định. Để tôi đưa ra một ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn về triết lý đào tạo này. Để nghiên cứu ra một chương trình đào tạo pháp chế, ví dụ là chương trình đào tạo pháp chế về ngân hàng, thì chúng tôi đã nghiên cứu và thông qua mà chúng tôi gọi là bản GD, bản mô tả công việc và được tóm tắt vào một cái file như thế này. Các bạn dễ dàng nhìn thấy các suite chúng tôi đều là những ngân hàng mà tôi nghiên cứu rất kỹ rằng là những ngân hàng nào thường xuyên tuyển dụng những ngân hàng nào tuyển dụng vị trí nào bởi vì trong pháp chế ngành ngân hàng thì sẽ có là chuyên viên pháp chế có chuyên viên mang tính chất là thủ tục cũng có chuyên viên về thu hồi nợ cũng có những chuyên viên về phòng chống rửa tiền chuyên viên về tuân thủ hoặc là chuyên viên pháp chế về kiểm soát nội bộ vân vân như chuyên viên pháp chế này thì rõ ràng những bản mô tả công việc là khác nhau và thậm chí các ngân hàng mặc dù cùng vị trí nhưng mô tả công việc cũng khác nhau luôn và khi nghiên cứu và có một lượng dữ liệu nhất định thì chúng tôi sẽ đặt ra việc phân tích và chúng tôi phân tích xem là với những người ban đầu muốn tiếp cận nghề pháp chế ngân hàng thì họ cần những kỹ năng gì? Thì thông qua đó chúng tôi đã nghiên cứu rằng là những kỹ năng có thể cần là công tác pháp chế nội bộ này hoặc là thực hiện những thủ tục hành chính này hoặc là tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo kiểm soát này vân vân và chúng tôi tổng hợp và chúng tôi đánh giá trên những thang điểm với từng ngân hàng khác nhau để đánh giá được rằng là năm cái nhu cầu lớn nhất của nhà tuyển dụng và năm kỹ năng của nhà tuyển dụng yêu cầu của một pháp chế ngân hàng là gì và chúng tôi sẽ đưa ra những giáo trình để phù hợp để đào tạo các bạn có năm kỹ năng đó chúng tôi gọi cách đào tạo này là thực chiến hay gọi là đào tạo theo gd đúng theo nhu cầu nhà tuyển dụng bởi vì suy cho cùng chúng ta học một cái thứ gì đó chúng ta phải sử dụng được và ít nhất là tìm kiếm được việc làm cho chính chúng ta tương tự với khóa pháp chế doanh nghiệp chúng tôi cũng nghiên cứu thường xuyên những trang web tuyển dụng lớn nhất ví dụ như là nhân lực hành luật ví dụ như là carrier link hoặc carrier việt hoặc là job go tất cả những trang web mà có tuyển dụng pháp chế chúng tôi sẽ thống kê ra rằng là những ngành nào là ngành hay tuyển dụng pháp chế nhất và thậm chí chúng tôi có phần mô tả công việc, những yêu cầu của công việc có cần tiếng Anh hay không, trình độ như nào, kinh nghiệm như thế nào và mức lương để sau này có thể tư vấn và đề xuất cho các bạn. Sau khi thống kê ra thì chúng tôi sẽ có một bảng rằng là trong ngành pháp chế về mảng thời trang chẳng hạn thì doanh nghiệp nào hay tuyển và tuyển vào thời gian nào. Trong pháp chế về bệnh viện thì các bạn hãy tuyển vào thời gian nào cũng như là mô tả công việc yêu cầu là gì và từ đó đưa ra những bộ giáo trình phù hợp và những khóa đào tạo phù hợp để dành cho các bạn như vậy cái khâu mà ai đi sản phẩm để mà tạo nên một khóa học nó đã rất phức tạp và nó cần là sự thực chiến và cần thực sự hữu dụng với mọi người thì giáo trình đấy mới được ra mắt và không chỉ như vậy đấy chỉ là một bước để chúng tôi tạo ra một chương trình đào tạo tuyệt vời bởi vì chúng tôi sẽ thông qua việc là ý kiến của giảng viên là những giám đốc pháp chế góc độ của họ thường họ sẽ yêu cầu ứng viên pháp chế của mình là như thế nào Kế tiếp là chúng tôi hỏi đáp nhu cầu các bạn học viên nhu cầu của mọi người thông qua những cái form bảng biểu mẫu và những nhân sự mà đang muốn chuyển sang làm pháp chế chúng tôi cũng hỏi để tìm hiểu nhu cầu họ muốn gì và cuối cùng tôi nghĩ là quan trọng đó chính là tìm hiểu nhu cầu nhà tuyển dụng thông qua thứ nhất là thông qua nền tảng dữ liệu mà chúng tôi thu thập được để chúng tôi biết rằng mô tả công việc yêu cầu và mức lương là như thế nào thứ hai là phía cá nhân học viện cũng sẽ có một bộ máy để có thể đi tìm kiếm và nói chuyện trực tiếp với những trưởng phòng về nhân sự, những đơn vị giới thiệu lao động, giới thiệu việc làm để tôi biết thực sự nhu cầu của họ đối với người pháp chế là như thế nào. Để từ đó thông qua ba cách thức tiếp cận thì tạo ra một bộ phương pháp dạy nó phù hợp nhất và hữu ích nhất với các bạn mà chúng tôi tóm tắt vào đó là từ thực chiến. Và các bạn yên tâm rằng là với những phương án giảng dạy như thế này và những giảng viên chất lượng như thế này thì các bạn sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Chúng tôi sẽ đề cao chất lượng trong quá trình giảng dạy thông qua 7 bước Với 7 bước kiểm soát chất lượng này là khâu tư vấn đầu vào Các bạn sẽ được tư vấn rất rõ ràng rằng là với nhu cầu của các bạn, các bạn nên tham gia khóa nào Ví dụ, các bạn là nhân sự trong một công ty có thể kế toán hành chính nhân sự Các bạn không phải pháp chế Nhu cầu mà công năng nhất mà công ty cần có lẽ là liên quan đến vấn đề hợp đồng Và đọc, giả soát, thậm chí soạn thảo Hoặc là có không có việc thì phải biết là hỏi ở đâu thì chúng tôi sẽ định hướng cho các bạn là đôi khi các bạn không nên học khóa pháp chế mà các bạn hãy nên là học về các khóa về hợp đồng Sau khi các bạn được hướng dẫn và tuyển sinh Thì các bạn sẽ được sắp xếp lớp và tham gia để hiểu rõ nội quy lớp học là như thế nào Nội quy lớp học bao gồm là những cách thức chúng ta đào tạo Cộng với việc là chúng ta sẽ học với phương thức như thế nào Và với phương thức đó chính là bước 3, bước 4 và bước 5 Trong quá trình đào tạo đến hàng chục khóa như hiện nay Thì chúng tôi đã có những sự cải thiện nhất định về giáo trình cũng như phương thức giảng dạy Vì chúng tôi nhận ra một sự thật đó chính là Khi mà đến lớp học thì thường có rất nhiều bạn có sự chênh lệch với nhau về trình độ, về kiến thức. Và đôi khi khi đặt ra câu hỏi và trao đổi tại lớp, nếu không có sự đồng bộ kiến thức thì rất dễ đặt ra vấn đề bị lệch lạc và mất thời gian của người nọ, người kia. Vì vậy nên trước khi đến lớp thì các bạn sẽ được tham khảo video kiến thức được ghi sẵn để mọi người có cách hiểu giống nhau trước khi đến lớp. Và sau khi nhận kiến thức một cách chủ động thông qua video ghi sẵn thì các bạn sẽ đến lớp và chúng tôi đề cao là cái cách thức các bạn tiếp cận và trao đổi với giảng viên, đó là sự tương tác. Sự tương tác rất cần thiết và chúng tôi sẽ yêu cầu luôn là các bạn sẽ phải có những sự tò mò, sự băn khoăn của mình về lĩnh vực sau khi các bạn xem xong video để các bạn đặt câu hỏi và hỏi đáp với giảng viên. Thậm chí có những bạn có thể lấy những trường hợp của công ty mình để mà trao đổi để tìm hướng dưới sự giúp đỡ của giảng viên. Và đó là một cách tiếp nhận kiến thức mà tôi cho là hay nhất khi mà thông qua sự tương tác. Và cuối cùng, các bạn sẽ thông qua những bài test sẽ luôn có những bài test nho nhỏ sau khi hoàn thành xong bài. Bài test này nó có những ý nghĩa như sau. Thứ nhất là sự thụ động khi tiếp thu kiến thức. Thứ hai là bài test có thể là bài test cuối mỗi buổi học và Mỗi kỳ học, mỗi chương trình học chúng ta cũng có bài test lớn để từ đó chúng ta được vận dụng kiến thức của mình. Và thứ ba, bài test này có ý nghĩa về việc là các bạn hoàn toàn có thể được trao học bổng từ việc là đạt kết quả xuất sắc thông qua những bài test và đánh giá của giảng viên. Đồng thời, không chỉ đào tạo, chúng tôi còn cung cấp về biểu mẫu và công cụ để giúp các bạn có thể bắt đầu công tác pháp chế một cách dễ dàng hơn. Về mặt biểu mẫu, chúng tôi sẽ có sự hướng dẫn biểu mẫu để các bạn có thể sử dụng luôn thông qua sự hướng dẫn đó và những ví dụ về những hợp đồng của những công ty những tập đoàn lớn người ta vẫn đang sử dụng như này và tất nhiên những hợp đồng đó đều là những cái hợp đồng có công khai để không vi phạm về bản quyền nhưng sau khi soạn xong một cái gì đó các bạn hoàn toàn có thể đối chiếu để hiểu rằng là cái cách mình soạn với cách của doanh nghiệp lớn soạn nó có khác gì nhau hay không và khác như này có ảnh hưởng gì hay không đó là điều mà chúng tôi mong muốn và cuối cùng đó là giúp đỡ hỗ trợ và tìm kiếm việc làm với networking với hệ sinh thái doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang thường xuyên để phát triển những công việc để tìm kiếm được cơ hội để ưu tiên cho những học viên được đào tạo tại Học viện Đào tạo Pháp chế ICA. Ngoài ra thì các bạn cũng được tham gia vào cộng đồng mà khi đó những người học trong lớp của các bạn có thể là những chủ doanh nghiệp, có thể là những nhân viên về hành chính, là nhân sự về kế toán và họ cũng có nhu cầu về tuyển dụng pháp chế. Hoặc ít nhất khi tham gia cộng đồng thì những cái kiến thức chúng ta hoàn toàn thể giúp nhau thông qua nghiệp vụ thường xuyên và kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp đó là giá trị rất là quý báu và tôi hy vọng rằng sẽ được gặp lại các bạn trong những lớp học ở học viện đào tạo pháp chế ica xin cảm ơn